gì vậy? Sao mà học hoài không vô vậy nè? Chỉ là mình gần thi IELTS sắp nơi rồi mà mình chưa có đủ tự tin với kỹ năng speaking của mình á. Bạn nói sao chứ, nhưng mà mình cảm thấy tiếng Anh của bạn lưu loát lắm mà. Lưu loát thì có đó, nhưng mà mình không biết là câu cuốn mình nói ra nó có đúng ngữ pháp hay chưa, với lại là từ vựng của mình xài thì có hấp dẫn với lại tự nhiên hay chưa ấy. Như là bạn biết đó, muốn đạt điểm cao cho phần thi speaking cũng đâu phải là dễ đâu. Sợ tưởng gì, chuyện nhỏ. Cho em xem cái này nè. Xin chào các sĩ tử IELTS. Nếu các bạn có ước mơ đi du học hoặc di cư đi các nước nói tiếng Anh thì việc lấy chứng chỉ IELTS là một điều vô cùng cần thiết đó. Phần thi nói thì khá mang tính thử thách nếu như bạn không có môi trường nói tiếng Anh thường xuyên. Website Tiếng Anh Marco là một trang web giáo dục có thể giúp bạn chuẩn bị bài nói trực tiếp với giám khảo online. Hiện tại, website Tiếng Anh Marco đang có chương trình chọn gói 3 buổi học cực kỳ hấp dẫn. Trong mỗi buổi học, bạn sẽ nhận được lời phản hồi từ giáo viên hướng dẫn của mình về phần thể hiện speaking. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với các bạn thật kỹ những cách cần thiết có thể cải thiện phần thi nói của các bạn mà các tổ chức IELTS khác sẽ không bao giờ nói với các bạn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề về phát âm, từ vựng, ngữ pháp và độ trôi chảy. Nếu vì lý do nào đó mà bạn vẫn chưa đạt được ít nhất 6 chấm cho phần speaking hoặc cảm thấy chưa đủ tự tin với phần thể hiện speaking của mình thì hãy phản hồi lại ngay với chúng tôi nhé, và bạn sẽ được Marco hoàn lại học phí. Chúc các bạn đạt được mục tiêu. I'm Kinsley.